toàn thể quý vị đã đến với chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Shiitake mới, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Hôm nay chúng ta sẽ tạm rời thành phố chật chội náo nức để khám phá một địa điểm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 15 km về hướng Tây Bắc. Chà, cảnh mây núi điệp trùng thật thơ mộng. Các bạn có nghe thấy tiếng suối chảy chừng chầm không? Đó chính là suối Lương, con suối hiền hòa uốn lượn dưới chân đèo Hải Vân. Quả là một ngày đẹp trời để hòa mình vào thiên nhiên và thưởng thức những món ngon khó cưỡng của Giang Ca. Mà hình như bóng dáng ai quen quen trên con đường nho nhỏ kia. Xin chào tất cả mọi người. Thưa quý vị thân mến, đây là chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Và bây giờ Trường Giang đang có mặt tại một cái nơi rất là lạnh. Đó là chính là núi đèo Hải Vân. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nghệ sĩ ngày hôm nay ai sẽ là người tham gia chương trình và ai sẽ là người cùng Giang nấu ăn. Xin mời lên xe. Đây là chiếc xe muôn thuở này, Muốn Ăn Phải Làm Vào Bếp. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm khách mời. Đường này rất là dốc nha mọi người, không có chạy nhanh được đâu mọi người ơi. Trời ơi, công nhận không khí hôm nay nó mát mẻ dễ sợ. Ôi, thật sự Đà Nẵng nó lạnh quá. Cái gì Đà Lạt, cái này Đà Nẵng. Ủa? Đà Nẵng. Trời ơi, nhưng mà cái cảnh quan tưởng Đà Lạt không. Trời ơi, mát ghê luôn á. Kìa, kìa, ôi đẹp quá. Có nguyên một cái cầu Bắc ngang nữa kìa. Mình nói là đường dẫn của cái hầm Hải Vân á. À. Trời ơi. Mà sao chưa thấy tới? Ủa BB? Hả? Biên giống trong ai vậy? Anh Giang. Ê, không phải. Ủa, không phải. Cái gì mà anh Giang? Không, ý là một cái người bạn tên là Giang luôn. Thì chứ mình đang đi du lịch, không có chương trình gì đây hết trơn, mình chỉ đi không đang đi quay luôn. Không có máy quay luôn, mình đang đi du lịch. Mình đang đi du lịch. Trời ơi. Trời ơi, thật sự không khí thật là mát mẻ. Đà Nẵng. Nè, tụi mình đang vẫn còn đây đi chơi nè. Ấy cái Ủa, cái xe gì vậy ta? Xe màu đỏ kìa. Ủa, cái xe này nhìn quen quá. Hình như cái xe này thấy ở trong chương trình mà Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Chắc không phải anh Giang đâu. Làm gì mà trùng hợp như vậy chứ. Ê ơi. Ý. Ủa, thiệt kìa. Trời ơi, anh Giang thiệt hả? Trời ơi anh ơi. Trời ơi, cái đường này nó dốc ghê nãy giờ. Ôi, anh ơi. Không phải tại vì anh đã được cài số rồi, nhưng mà tại vì cái xe này nó nặng quá. Với lại nặng gì vậy? Kiếm cái cục đá là mới kêu mới xuống được chứ không là cục đá kia. Đó kìa, cục đá kìa chịu. Có phải không? Anh ơi, nó ghim vào đất 10 thước. Được. Ủa, cái này là em làm gì vậy BB Trần? Dạ, em vịn lại. Em sợ tụi. Đây. Rồi chim vô đây. Chim vô. Được không anh? Rồi, ok. Đó. Hay quá. Đẹp. Cái đường này là đường thẳng lên trên đèo Hải Vân á. Wow. Mây mù trắng là đèo Hải Vân. Đẹp quá anh, chúc mình lên chỉnh chơi luôn không? Không được đâu, xe sao lên chỉnh được. Tất cả mọi xe hiện tại là đi chui qua hầm hết. Dạ. Nhưng mà còn cũng đường này là cũng đường giống như là liên xã hay gì đó. Nhưng mà sao hôm nay anh xuất hiện đây? Tụi em bất ngờ lắm luôn á. Ủa hai đứa sao vậy? Tụi em đi đứng chơi. Đây đợi một người bạn tên Giang. Đợi theo lời BB nói. Cha trùng khớp rồi ta. Trùng khớp quá trời. Dạ, thiệt trùng hợp quá. Vậy thôi chắc mình phải đi chung rồi. Đi chung rồi. Dạ. Ngồi nghỉnh ghê. Trên xe có sẵn hai cái nón luôn. Trùng hợp quá. Thiệt là trùng hợp mà. Bây giờ chúng ta, thưa quý vị, là chúng ta đón được khách mời là BB Trần và Hải Triều, hai anh em sinh đôi. Anh em sinh đôi luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một nơi đó gọi là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian gọi là nghỉ ngơi, thư giãn bên cạnh một cái núi mà nó êm ả như thế này. Bên kia nhìn xa xa đó chính là thành phố Đà Nẵng. Đẹp quá anh ơi, thiệt á, tụi em ra Đà Nẵng cũng mấy lần rồi nhưng mà chưa bao giờ tụi em đi tới đây luôn á. Trời ơi, vậy là hôm nay coi như tụi em được đi du lịch rồi, được ăn những cái món mà anh Giang nấu nữa. Thích quá trời. Chứ tụi em không biết nấu ăn gì đâu nha. Ủa? Tụi em đứng coi chơi nhà chưa về nấu hả? Tụi em ra đây là chủ yếu là đi múa lân nè, xong rồi nay Tết là làm lân nè anh. Sao mặc đồ giống nhau vậy? Đó. Màu đỏ rồi. Không hẹn luôn anh. Mà sao tự nhiên vô trùng hợp với cái xe của anh luôn á. Quá hợp lý luôn. Lái xe được không? Em không biết lái. Chiều. Ổn không? Nếu anh chiều lái máy bay được. Lái xe số em đi hả? Trời ơi coi nè, thấy chưa? Trời. Rồi bây giờ vậy, bây giờ BB Trần lên xe trước. Dạ. Khi nào mà Hải Triều giật cục đá xong nhảy lên luôn. Ok. Giống như mấy ông lên xe xưa. Anh sẽ là người đạp thẳng để giật cục đá ra. Rồi. Được không? Được không? Được, anh đang đạp thẳng rồi đó, Lấy chân đá ra thử. Chịu lấy chân đá thử được không? Trời chết rồi. Đó, đá trong luôn. Đó. Rồi, ok chưa? Được được ra đây. Lên sang. Lên luôn. Trời ơi hay quá. Rồi tới luôn bác Tài ơi. Tới luôn. Rồi. Xe làm hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Hãy đưa tôi đến nơi không còn sầu. Trời. Nhớ miền Tây chết luôn á. Nhớ lắm luôn á, nhớ du quê hồi xưa đi học á, hay là ngồi trên xe này đi về thì kiểu này. Anh Giang anh lái xe này từ Sài Gòn ở đây luôn á hả? Không có, xe tải chở ra, xe này mình lấy từ Sài Gòn ra bỏ luôn. Đây bò nè, trời ơi. Coi kìa. Hi. Đi vô mấy bà ơi. Trời ơi cái đường của người ta mà lớn tiếng quá. Lệ Liễu hả? Lệ Liễu hả? Kìa, BB. TV lên kêu Ngọc Phước luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Phá đèn phiêu gì hết. Giữ chặt nha, Dạ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Nguy hiểm quá nè. Quay như tàu lượng siêu tốc chứ bộ. Đúng là tài lái lụa có khác mà. Đã đến nơi rồi, đây chính là Sunny Farm mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ trải nghiệm tại đây. Đúng quý vị thân mến, hiện tại chúng tôi đang có nam nữ nghệ sĩ BB Trần và Hải Triều. Nam nữ nghệ sĩ Hải Triều đó anh. Thì đó, nam nữ nghệ sĩ BB Trần và Hải Triều đó hiện tại đang có những cái outfit rất là không phù hợp với những chuyến giả ngoại lắm. Hợp với xe, đứng vô xe. Tụi em giống như là linh thú của chương trình vậy đó. Linh thú. Đỏ vàng, em cũng đỏ vàng thấy không? Khủng khiếp thật. Thấy không? Không gì mà gọi là những người hài hước không làm được. Mà thưa quý vị là hôm nay chúng tôi đi quay vào một cái ngày là không biết sao mà đi tới đâu là anh đi tới đâu là mưa tới đó. Mưa nhẹ anh nhưng mà cũng đỡ. Hôm nay thời tiết kiểu là mưa rào. Đi tới chỗ nào cũng mưa hết trơn á. Không có mưa có tiền anh ơi. Đúng rồi. Có mưa là mát nữa anh, mát mẻ nữa. Mát mẻ chứ không thôi nắng quá trời nắng. Nắng hư da. Đen sạm đi mất. Sáng em rửa che chống nắng mà này hơi bị gọi là bị tiếc chứ bộ. Bây giờ ngày hôm nay đó có một cái điều rất là trùng khớp luôn mà sáng nay mới nhận ra. Dạ. Hôm nay là ngày rằm. Ủa. À đúng rồi, hôm nay ngày rằm. Hôm nay 15. Thôi ngày rằm thì mình cũng đừng sát sanh. Dạ. Không thiệt. Vậy đi hái lượm thôi chứ không đi săn bắt. Đúng. Không, ví dụ như nếu có gì chơi mình chơi vui thôi. Dạ. Hôm nay mình sẽ ăn chay được không? Trời được anh. Được, trời ơi, được. Em cũng anh đã từng có một số làm đồ ăn chay là trong một cái chùa rất là to. Với anh Nghĩa. Với anh Đại Nghĩa. Cái chùa quá đẹp. Khủng khiếp. Ở trong em chưa vô trong đâu. Dạ. Mà người ta xây một kiến trúc rất là hay, tức là mình vô trong cái tự nhiên á mình thấy cái vòm rồi âm thanh mình nói cái nó gọi là nó vang cái tự nhiên mình sợ mình làm điều sai trái. À. Không mình phải nói nhỏ lại. Mình nghe rõ phải ý là mình vào một cái nơi tôn nghiêm thế mà tất cả mọi thứ làm cho mình chắc là phải hoan hỷ đây, mình phải bỏ hết đi. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có những trải nghiệm đơn giản rồi sẽ ăn chay. Dạ. Còn món chay thì lát nữa mới biết, chứ giờ cũng chưa biết làm gì. Dạ. Tại vì món đồ chay mà để mà làm ngon là chuẩn bị nó kỹ lưỡng ghê lắm. Khó lắm anh. Em thấy nè, nhiều người nghĩ chắc là đồ ăn chay nó đơn giản là như hồi xưa là rau luộc rồi đậu hũ này kia thôi. Nhưng mà bây giờ rất là nhiều cách chế biến nha anh, mà cách chế biến cũng công phu lắm á. Là hôm nay mình buffet chay. Mình sẽ ăn bò. Anh ơi, mới nói chay mà anh kỳ vậy anh. Cái này con dao để mình chặt mấy cái cây để mình làm đồ ăn á. Ôi mà anh rút ra anh hơi bị ngại. Hơi bị ngại nha. Thôi bây giờ em nghĩ gì nè, anh Giang sẽ là đi với Triều đi. Hai người sẽ đi hái lượm, còn em sẽ ngồi đem canh xe. Cho mượn dao coi. Ủa đâu cần. Đi, đi nào. Đi. Ê, trời ơi. Nó rớt một cái gì đó chết tụi em. Đó luôn hả? Coi lặng nó rớt nhưng là chết. Đi nào. Đi thôi. Đi mua lân nè em trai ơi. Ý anh ơi, không lấy chìa khóa xe ra hả? Mất xe không? Xe đó ai lấy mà mất. Trời ơi, lấy phiếu giữ xe đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái cầu Nại Hà. Nại Hà? Ủa anh có uống canh mạnh bà luôn không? Không có. Chị mới đâu biết vui như vậy đâu. Nhưng mà em thấy không gian đây ăn chay hợp lý nha anh. Ê, ok nha. Quá là xuất sắc luôn. Ở đây á là cái suối này có thể tắm được luôn, tại vì nước là nước ở trên thượng nguồn đổ xuống quá trong luôn á, trên núi Hải Vân á nha. Dạ. Nhưng mà đều tại vì trời nó lạnh thôi, nước mát anh ơi, mát á. Cái này ngập lặn đã lắm á. Đã quá à. Không, nước mát thôi. Cái này mà vậy như có ăn cái cây bỏ này xíu nó lạnh nó mát luôn á. Bia á, mấy người mà nhậu người ta hay bỏ bia ở đây nè. Đúng rồi. Thiệt mà. Thiệt hả? Bọn có lưới xong thả bia xuống. Cái cây để xíu rồi nó lạnh luôn. Lạnh mát lắm luôn. Tính ra đây tiện quá chứ. Đây là cái nơi có một cái gọi là một cái sân khấu. Trời ơi. Miro. Bây giờ xin hỏi đoàn phim là có muốn là coi táo hài không ạ? À? Trời ơi, cho tụi em xin đi. Mới sáng sớm mà chỉ táo hài kỳ lắm à. Dạ thiệt anh. Mà nhất là đang trời lạnh anh nè. À. Đang lạnh nữa. Lên một cái là mọi người lạnh tanh. Mà quay phim nó bận, nó điều khiển máy đâu có coi, đâu vỗ tay. Thôi đổ mồ hôi á. Dạ đổ mồ hôi á anh ơi. Bây giờ cái khu này là dùng để đá banh cũng được nè. Đá banh hay là sinh hoạt hay là chơi cái gì cũng được anh, nếu mà cắm trại cũng được luôn á. Nếu mà cắm trại đá banh mà. Hai đứa đá banh được không? Không, tụi em đá bóng. Tụi em đá bóng thôi. Thấy bóng là đá rồi. Vậy thôi bây giờ mình đi kiếm một vài cái gì đó ha. Dạ. Ồ mà anh biết không, khi mà ra ngoài này với anh, có một cái đợt em đi ra ngoài này em cũng ăn chay nha. Rau rừng rất là ngon nha. Rau rừng ngoài này rất ngon luôn á. Thì bây giờ mình sẽ kiếm cái gì vậy? Em chạy vòng mọi người nói chuyện đi, vòng. Cho cái dũng nó đồng. Đây ra coi cá nè, Bên này ít cá bên kia nha. Ít thôi hả? Bên kia nhiều cá hơn nha. Hay là có khi là mấy mẹ này trốn không? Không có, tại nước nó chưa qua. Cái cô hồi nãy cô nói là muốn câu cá là vẫn câu được. Ủa câu được luôn hả? Nè có kìa, có anh. Đó, nằm dưới đây nè. Mặt nước im đềm quá ha. Ở đây đúng yên bình. Sai mọi người thấy không? Dạ. Đó là chính là cây chuối. Cây chuối lùng lùng không ha? Không biết nó có trái không anh? Đó. Rồi đi qua coi cây chuối luôn. Dạ. Nếu được mình chặt cây luôn. Thì có em chứ ước gì em chỉ có một cái nông trại vậy thôi. Làm nấm chuối hả? Làm chuối chay á. Dạ ngon à, em thích ăn. Em thích mấy cái mà dạng mà đồ chay mà chế biến từ chuối nha anh. Có mấy cái chuối non á. Đây. Trời, mấy chuối non mà kho ăn cũng ngon nữa nha. Anh ơi vừa nè anh. Đây là người ta ươm để người ta trồng á. Đâu chút giá nước cốt. Em nhớ hồi xưa mấy cái kiểu này khựi vô trong có mọng dừa anh. Mà không biết cho mấy trái này có mọng dừa không ta? Đây nè, nó có mọng dừa nó mới lên cái cây nè. Hay quá, tại đó em ở dưới quê em hay ăn cái cục mọng dừa đã lắm. Này ta để dành để nó lên cây. Để nó lên cây nè anh. Đúng rồi. Ôi. Người ta trồng tiếp đó. Hay quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiếm bắp chuối đi. Tính ra ở đây cái gì cũng có luôn nha, ngó sen ăn cũng được nữa nè. Đó, cái gì cũng có luôn á. Rau nè. Đúng. Rồi chuối nè. Ê, có trái chuối luôn kìa. Chúng ta thấy buồn chuối nè. Thấy rồi đó anh, em thấy rồi đó. Chúng ta sẽ len vào trong đó, chúng ta kiếm một cái cây. Chúng ta sẽ chặt cái cây luôn. Ủa chặt nguyên cây luôn hả anh? Chặt cái cây để chi? Để lấy cái loại non, thân cây non ở trỏng. Rồi sao mình kiếm hoa chuối. Ôi nhìn cái đu đủ ghiền quá. Em có thấy đu đủ sọc vàng. Ủa cái này làm gỏi đu đủ là ngon nha anh. Đu đủ phải có tôm thịt. Ôi trời. Ăn chay mà không nghĩ tới tôm thịt không à. Hôm nay ăn chay một bữa cho tâm tịnh đi nè. Dạ. Anh ơi, núp ở đây nè anh. Trời ơi, cái này chín cây luôn anh ơi. Nó có chín luôn rồi nè. Nè. Ngon lành nha. Trời ơi. Ôi. Vừa mới đụng vô là nó rớt liền. Nó rớt vô tay em. Trời phải ăn thôi chứ làm sao mà chừa được. Em sao mà chừa được. Làm trái liền chứ. Nhưng mà chứ chín cây luôn. Anh ơi thơm nha. Đây. Ê cái chuối này chuối gì mà thơm ha. Chuối cào á. Chuối cào mà. Chuối già hương á. Dạ hương gì nhỏ xíu vậy anh? Dạ. Cái loại chú già. Thơm á. Ê thơm phức luôn á. Ôi em nó thơm ghê á. Thích ghê á. Để đây để dành hồi. Ăn tráng miệng. Bên đây thì có vẻ nó còn hơi sống nè. Nó mới còn ngon. Non nè. Nhưng mà nhìn đã quá anh. Đứng cây luôn á. Trời xanh xanh trôi. Đây em hứng sẵn rồi đây. Đấy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Yeah. Đây, bỏ vô đây. Đây, cho anh quay phim đẹp trai cái chứ. Đó. Nè, yeah. Anh tự cắt đi anh. Thọ tay để anh bứt. Lấy chuối em đi anh, lấy chuối em đi. Đó, trời ơi. Anh bẻ chuối thon thoắt à. Ừ, cái tay thon thoắt luôn. Bây giờ quay lại cây chuối nè. Khi chúng ta dạ đã lấy cây chuối rồi thì mình chặt luôn cây chuối luôn. Là chặt lại cây chuối luôn. Vì cái chuối trong đời nó chỉ có một lần ra hoa và kết trái thôi. Ủa em tưởng là tùy giống chứ ta. Không, chuối là một lần ra hoa và kết quả. Cho nên mình phải chặt bỏ đi. Để chi? Để có cho mấy cây xung quanh lên. Có cây chuối con lên. Nó lên không anh? Để cho mấy cây xung quanh lên đúng rồi. À. Nhưng mà cái này em nghĩ là chuối nó cũng dễ trồng cho nên là thành ra là người ta lấy xong người ta bỏ luôn, người ta chặt luôn. Cho để đất màu mỡ cho mấy cây khác đó. Hả? Mọi người á, thực ra ở đây người ta không tỉa chứ thường chuối là mình phải tỉa. Sao nãy giờ mình tìm không thấy cái bắp chuối ta? Bắp chuối ha, bông chuối đúng rồi. Không, cái bắp mà màu đỏ không? Hoa chuối đó gọi là hoa chuối. Tại vì không thấy anh ơi, thấy toàn là nguyên buồn không à. Tại vì chuối bây giờ nó nở cỡ này rồi thì nó đâu có còn bông. Người ta cắt rồi, hoa chuối người ta cắt rồi. Ở đâu mà có nguyên một cái vườn đã như trời. Trời ơi anh ơi, cái này là tới mùa của nó là ăn đã đời luôn á, quá trời luôn nè. À, thấy không anh? Đó, trời ơi hay quá vậy. Có luôn. Vô qua đây giới thiệu cái ớt cho này nè, BB Trần. À. Trời có trái luôn nè. Cây này là gọi là cây ớt chim mỉa. Ừ, ớt là cây anh nha. Đúng rồi. Ớt cây đã. Ớt chim mỉa là gì? Là con chim nó ăn xong cái nó ấy ra là nó rớt xuống cái nó mọc lên. Những cái cây này á là thiên nhiên hết. Rất là cây và rất là thơm. Nhưng mà cây ớt này được một cái á là màu đỏ thì nó ăn mùi khác. Đúng rồi. Xanh thì mùi khác. Không, cái xanh em thích xanh hơn. Em thích xanh ăn đã hơn. Cũng có cây gì đâu? Cây anh. Đâu có cây gì đâu. Giang ơi, bên đây bự quá nè, ngon lành luôn. Sao? Cái hoa chuối bên đây ăn đã đời luôn nè. Trời ơi, ăn cái này là ngon lành luôn. Nè anh. Quá trời quá đất luôn, được không? Cái này phải để cho nó nhú mấy cái trái ra đã. À, là phải lòi mấy cái trái ra mới được. Trong này trái lớn rồi, giờ mình có lấy ra thì cái trái đó mình cũng không ăn được. Dạ. Cho nên mình để cho nó ra trái. Vậy phải qua kia rồi. Nè, em thấy không, cái này ra trái nhiều người ta mới cắt nè. Đã anh ơi, cái này nguyên cái buồng này đẹp luôn. Mục đích là một buồng chuối mà người ta để quá nhiều trái là nó không phát triển tốt cho nên ta phải cắt đi, ta lấy cái bông ta ăn. À hay quá. Đây dừng qua bên đây. Thôi là mình nghĩ là bây giờ nó nhỏ rồi, còn cái bông chuối bên kia á là nó mới nhú cái bông chuối thôi để nó ra trái. Còn bông chuối này á thì là cỡ này và cái đằng đây đây mọi người. Đó. Mình đẩy nhẹ luôn nè mọi người, bông chuối nè, đây là cái bông nó đã nở luôn rồi nha mọi người, thấy không? Đó. Cho nó nhiễu rồi đây cũng đi luôn. Bà Triều đâu rồi? Triều ơi. Dạ. Có công chuyện làm nè. Chiều có ở đây là để nó phát triển tự nhiên chứ cái vườn chuối là mình phải tỉa. Tỉa để cho cái cây nó phát triển tốt á. Dạ. Mấy cái lá hư nhiều quá. Ồ mấy cái lá là đem về để lót ngồi được nè. Đã tới lúc chịu. Gì lẹ dữ vậy? Nó rụng vào tay em chứ. Nhưng mà được không anh? Được phải không? Vô đây mấy bé ơi. Không biết sao em nghĩ là cái này nó nhỏ về lại sức ba người ăn á. Đúng rồi. Nếu mà mình lấy ra nó nhỏ đó anh. Thôi. Không, nó đâu có ấy nữa đâu, nó tới đây rồi, muốn ta cũng cắt à. Không, cũng cắt cho người ta đi hả? Cắt giùm đi chứ. Để hồi mình đem vô nhà cho người ta. Con này con nhiều sợ quá. Đưa dao kia quá. Đúng rồi. Được, cắt được. Đó. Vô đây em ơi. Ớt này ngon lắm. Trời ơi. Cái lẩu gà lá é gì đó, ăn mấy cái ớt thì cũng ngon quá nè. Thôi, ăn chay mà chứ. Sao tự nhiên mình cứ nghĩ mất cái đó rồi. À. Cái gì vậy? Cây chanh. À, hai bé trái chanh đi. Bụp. Chanh này có gai luôn, chanh này hồi xưa nè. Dạ, chanh này là chanh chưa từng trúng. Chanh này chắc không có lai á, chắc nhiều hạt, không có lai. Chanh này thơm ghê lắm. Chanh này nhiều hạt á. Cái này làm nước mắm này kia là ngon lành luôn, đi bài luôn á. Chua không anh? Chua. Tê tái phải không? Cắn gì ta? Tự miếng thôi. Chanh Đà Nẵng không biết sao rất ngọt luôn. Vì lý. Cắn vô hả? Ừ. Ngọt không? Như đường. Ủa nó tứa mồ hôi vậy? Ngọt không? Nhớ đường. À, đây đây, cái này nè, cái này là tuổi thơ dữ dội nè. Cái gì nữa vậy anh? Mít giấy, gọi là giấy mít. Mà mọi người hình như chấm ớt, chấm muối ăn đó luôn không anh? Đúng rồi. Kho ăn cũng ngon đó. Không, họ chát lắm. Cái này là chấm muối hột á, muối hột cái. Nhưng mà nó có chát không hay sao? Nè, ủa thì ăn muối hột thì nó sẽ đỡ chát hơn. Tại vì những cái này á sau này mình không thấy nó sẽ thúi chứ không phải là ra trái. Nhiều quá anh, nhiều nha. Cái này bột đây. Rồi, 3 trái thôi. Đó, chút mình làm muối ớt luôn đó được đó, mấy cái ớt hồi nãy đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngược đường kia về đi. Dạ. Để coi có gì nữa không. Bình có nên bỏ qua chứ đu đủ không? Đu đủ hả? Đủ ơi, đủ ruộng bị chị về chị hửi chứ chị ăn luôn. Làm sao được ta? Khó anh ha. Lấy cái cây đẩy lên cái nó rớt xuống liền nè, cây nè. Không. Đó. Nhưng mà phải có người hứng nha. Chụp đi. Đây, cái bà này 39 nè. Lấy cái nón đi, lấy cái nón chuẩn bị sẵn. Ươm rồi đó, bà đã ươm rồi đó. Đó, bà này bà ươm rồi. Băng. Rớt chị gái ơi. Sữa này chơi em ơi. Sữa này chơi em ơi. Trời ơi, tay chân dụng về. Cái nón nè, cái nón thiệt á. Tức quá à. Hay quá. Ui, cái này làm rồi đã luôn nè. Không, cái đó không gọi được đâu, nó chín rồi. Cái này ăn thôi hả anh? Lát mình ăn mình chấm muối luôn. Được luôn. Có mía nữa kìa. Ôi em thích ăn rau lan luộc nha. Rau lan luộc mà chấm chao nữa là trời. Nãy giờ sao cái gì cũng thích hết trơn vậy mấy đứa? Cái nào cũng thích ơi. Em là mê ăn những cái món mà rau củ vậy chứ. Dạ. Có mía nữa kìa. Trời ơi. Cái này mà xước cái là ăn đã luôn nè. Anh có kinh nghiệm nhìn mía già không? Có cây nào bự không? Có cây nào bự không mới ăn được chứ? Không, mía đây không có bự nhưng mà ý là chưa đâu, chưa ăn được đâu. Vậy là chưa được đâu Triều ơi. Ngày vui bên biển, nụ hoa muôn biển, rung rinh rung rinh. Ủa nhưng mà làm sao mình biết cái nào ăn được? Thì mình ngắt mà nó nè. Đâu, mình lấy cái đọt non thôi. Đọt non thôi Triều, chứ đọt già ăn bị dai nha. Kiểu này vô đây là chết dường như rau lan người ta rồi. Chết rồi. Mà không biết có củ không ta? Không, này là rau lan dây. Nó khác cái khoai lang không anh? Cái khoai lang cũng là một là lan nhưng mà hai loại lan dây và lan củ. Dạ. Lan củ thì người ta làm lúa người ta trồng vô. Dạ. Cái này là trồng thì chỉ là lá với đọt thôi. Đúng chứ rồi, không có củ. Này là dầm để cho nó phát triển lá để ăn lá non mà. Nhưng mà ngon quá à, nhìn thấy ngon quá nè, cái lá quá trời quá đất luôn. Trời ơi. Chết rồi. Cái này nè luộc xong biết có cái gì không anh Giang? Miếng chao. Đó thì đó nó chấm chao. Đi, vô, đủ rồi. Bây giờ Triều qua hái giùm mới xả Triều. Ok. Đây anh cầm cho, em hái xả đi. Mọi người hãy xem đây. Nhiều ít anh? 5 bể củ gì đó. Dặn, phải dặn vòng tròn thì nó mới ra được. Dặn từng củ không dặn như một đống sao dặn nổi. Chúng tôi có bắp chuối nè, trái chuối nè, đu đủ chín nè, đọt rau lan nè. Sao? Đây, được miếng xà. Thực sự là đi ra ngoài chợ mua rất là dễ dàng nhưng mà hôm nay là được trải nghiệm là bứt xả luôn. Nó mệt thấy một nồi luôn mọi người. Rồi, để xuống suối nữa nào. Dạ ơi, rồi ôi. Tự nhiên luôn á, để xuống là nó lạnh ngắt. Bơi không ta? Nửa muốn bơi nửa muốn không á. Vậy là quay phim lừa gạt mình cứ lạnh nha. Lạnh gì đâu, có gì đâu lạnh. Ôi chán sĩ. Lạnh quá. Nào chán sĩ nhảy đi nào, chán sĩ ơi. Anh ơi anh phải dụ da, Không, để phải khởi động. Đúng rồi. Dụ da là gì? Giống như dụ da nè, dập lên dụ cho nó lạnh á. Hiểu rồi, tắm trước á. Thế là một trái ớt chia mỉa. Nóng người đi. Đúng rồi. Trái ớt chia mỉa đi, trái ớt chia mỉa đi. Ủa? Mà trái ớt nó nóng ở đây thôi chứ đâu có nóng nữa. Không nóng người đâu cũng vậy à. Có đủ đó. Được, được, để chớ đi. Được. Ở trong này á. Cái mẹ đương tin đó anh. Đây. Trước khi xuống lạnh quá ăn trái ớt. Trái ớt cho nóng người lên. Ôi anh ơi lạnh nha. Lạnh gì đâu. Lạnh. Lạnh à. Ôi mà. Lạnh nha. Ôi ôi. Ôi. Xin chào tất cả mọi người đã đến với chương trình Muốn Ăn Phải Làm Vào Bếp. Wow anh em chúng tôi đã tắm rửa bơi lội rất là thoải mái. Bây giờ chúng ta sẽ, thưa quý vị, ngày hôm nay á, là có một sự trùng hợp là sáng nay á mình nói thêm màn của Tậu nha. Dạ. Sáng nay á, là anh đã chuẩn bị một cái món mà anh nghĩ rất là ngon. Là đó là vịt sim mình lọc cái xương ra, sau đó mình sát mỏng mình nhúng mẻ ăn với lại bắp chuối nhúng. Nhưng mà sau khi á, anh nghe một thông tin là BB Trần ăn chay. Dạ. Và cũng trùng khớp luôn, ngày hôm nay là ngày 15 nên chúng ta sẽ chuyển lập tức là nấu món chay. Dạ. Bà vợ nghe nấu món chay bà vợ vui lắm. Phải liền á, có chị ở đây là ăn đã luôn á. Cho nên là chúng ta sẽ nấu món chay. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm một món chay như thế này. Đặc sản của Quảng Nam, Đà Nẵng mọi người cũng biết rồi, đó là nén. Nén. Miền Trung nó sẽ nén. Nó giống củ tỏi không anh? Nó là hành tăm á, nó cũng đó, nhưng mà nó rất là thơm. Nó họ có tỏi giống củ kiệu. Cái mùi giống củ kiệu. Thì chúng ta sẽ làm bún. Mình sẽ ăn với lại nước tương. Nước tương cháy với nén. Và kèm theo ăn chung đó là đậu hũ chiên giòn và khoai sáp. Khoai sáp chiên giòn. Trời ơi em thích ăn khoai môn. Cái món thứ hai là chúng ta đã hái được, đó chính là chuối. Bắp chuối chúng ta sẽ trộn chung với lại rau răm. Chua ngọt. Kèm với đậu phộng. Đậu phộng và cái đậu hũ chiên để lên trên. Đó. Em chiên đậu hũ chưa? Lẽ ra là mình sẽ có nhiều món lắm, nhưng mà tại vì sáng nay không có kịp chuẩn bị nên chừng đó thôi. Ủa không kịp chuẩn bị mới biến ra. Anh ơi, không có chuẩn bị. Không kịp chuẩn bị mà như vậy. Không chuẩn bị mà lên Đà Lạt hái được 2 trái ớt chuông, 3 trái ớt chuông. Em có thể anh ăn chay mà gặp cái 2 cái mâm này là mê chết anh ơi. Ngon lắm luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ chiên đậu. Ai biết bào bắp chuối? Em. Biết không? Sắc chưa? Đây em chiên em chiên đậu hũ cho. Anh muốn sắc dài hay là sắc vuông anh? Sắc dọc á. Dọc phải không? Nè, cái này đổ nước vô đây. Đổ nước vô xong cái mình bào chanh. Bào cái mình xả 4-5 nước đi rồi hãy ngâm chanh sau. Cái này phải cỡ này. Nhiều vô, đổ nhiều vô. Phải ngập mới được. Đậu hũ này để cho tránh tình trạng nó văng quá thì chúng ta thấm sơ cái đậu hũ cho nó. Nếu mà muốn không văng thì mình để thêm miếng muối vô nữa. Muối nhẹ vô là nó sẽ đỡ. Chiên tổng cộng vậy là chứ mai xong hả? Đúng đó, em gấp, tại em thấy anh ăn sắc mấy kia kìa đó chứ trời. Vô hết cho anh, coi chừng văng anh ơi. Thiệt á, sau này em bị thích ăn chay á anh. Đúng rồi. Tự nhiên gặp đồ chay cái nhìn cái bị chảy nước miếng á. Ăn chay rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà ăn chay không nghĩa là không mập đâu nha. Dạ. Ăn chay mà ăn cơm thử coi. Rồi ngon lành luôn á. Được chưa? Dạ, đó, đang chiên nè. Để nó giòn phải không anh? Em muốn giòn luôn phải không? Chứ. Giòn nha. Làm gì vậy? Nó sắc nó nhanh hơn bào nữa. Tại bào nó không có. Đi, đi. Rồi, không biết rồi. Tôi chơi trái để tôi bào. Rồi bây giờ cũng anh bào em lại làm gì nữa? Giờ mới nó bào không được. Tôi thuận tới trái thì phải thuận bào được, nó không được. À, cho nhanh vậy hả? Thôi để em cắt cái này. Ừ, cắt cục vuông đi. Hồi mình ăn không cho nó đã. Ê, thì hớt chảo cho mọi người coi ha. Hớt đi. Ừ. Mình làm điêu luyện. Ừ, đúng rồi. Thích ghê trời, đứng nấu ăn mà nghe tiếng suối rồi âm thanh thiên nhiên hồn, này kia. Rửa. Ê, công nhận Giang lẹ tay lẹ chân quá. Nhanh tay, nhanh chân vậy sợ. Rồi. Cái nát nào? Đó. Giang chưa? Chưa anh ơi. Vậy lớn lửa xíu nha. Đúng vậy. Chứ vậy cho nào mới xong trời. Ủa sao cắt cục cục vậy? Không, chút ăn á, tụi em ngồi ăn chơi mà. Chiên giòn ăn chơi mà thấy còn dư quá kìa. Cũng không nhanh gì nữa. Ok nha. Đó. Giòn rồi đó anh, giòn rồi đó. Rồi, cắt mấy cục nhỏ nhỏ luôn nè. Em cũng như một đứa con ghẻ vậy đó. Jimmy nè. Đó. Hay thiệt đó. Không ai cho em vô trong khung hình chính cho. Lẹ tay lẹ chân ghê. Đó. Nhanh tay nè anh chị em ơi. Đó. Em là nấu ăn thì nấu được nhưng mà bị hậu đậu anh. Ê Giang. Cậu văng tới đó luôn hả? Hay vậy? Không phải, hột ớt nó văng. Trời ơi, em thấy biết ngon hay không nha. Nhưng mà cái này bao cay nha mọi người. Đã, cay là đã rồi đó. Trời sôi dữ ạ. À, cái này là chiên ăn chơi hả? Dạ. À, chiên ăn chơi. Nó chiên chút xíu nó bán 5.000 sau đó anh. Đó, bán cho mọi người. Được chưa, được chưa? Chưa anh ơi, chưa, đợi xíu nó giòn, nó chả giòn. Bà Triều bà cắt cái trái ra chi vẫn đang thui. Cái nào anh? À mấy cái trái đó hả? Ôi. Mưa tới. Không sao anh ơi. Hôm nay chúng ta sẽ không dùng nước mắm gì cả, chúng dùng nước tương shiitake của CHIN-SU. Ôi. Là nước tương Nhật hả anh? Làm từ nấm luôn. Ngon lành. Ngon lành cành đào. Sau này em mê ăn khoai lắm nha. Đúng rồi. Tất cả thể loại khoai nha. Mấy cái khoai này, đồ khoai môn mà nấu lẩu hay là làm gì đó anh, làm mấy cái món mà chiên hay này kia nó cũng ngon lắm đó. Đúng rồi. Xuất sắc. Còn không làm gỏi, có những người ta bào thiệt nhỏ anh, sợ thiệt nhỏ đấy, người ta làm gỏi á. Ý, ngon à. Rồi, cái này ăn chơi. Dạ. Từ từ nha, cẩn thận nha. Ui, mấy bé ơi. Không có văng nè. Nè, trời ơi, thành công nha. Dạ, giòn mà. Tuyệt vời Trời, nhìn khoai môn thấy thèm liền luôn á. Ăn rồi các bạn. Có những món ăn thì chúng ta nên nhìn ở trên tivi thôi, được bắt chước nha mọi người. Chát quá hay sao? Có mũ đầy miệng. Vừa lắm. Trời ơi, mấy khoai môn này cũng ngon nè BB. Cái đó sợ. Cái đó khoai sợ. Nhưng mà nhìn ngon quá, nhìn thèm quá. Tắt bếp ra. Dạ. Cho một ít bột lên rồi đó, nóng rồi đó. Tóc nó liền. Và chiên nữa. Em để với muối nè. Xíu tiêu nè. Em để vô nha. Để vậy. Ui. Ui. Đã chưa? Ngon lành. Quá đã luôn. Nhiều rảnh tay cũng chân lấy chén tương ớt coi nào. Cái CHIN-SU coi nào. Chúng ta chấm tàu hũ ra ăn trước nè. Ok, có luôn. Đây. Dạ, đó. Tương ớt CHIN-SU. Đượm vị cay bùng vị ngon. Ngon lành luôn. Đây, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Giòn ngon quá rồi, cay nữa. Đây. Thứ nào chịu nổi. Ngon quá. Đây. Nhớ ngày xưa mấy xe cá anh chiên mà ở trước cổng trường á. Đó đó. Rồi đó coi. Mà đó lại mới được tương ớt CHIN-SU. Đúng, đúng là tương ớt thùng, tương ớt thùng ơi. Mà ăn không ngon. Tương ớt canh á. Nhưng mà ý là ăn tàu hũ với tương ớt á. Đúng rồi. Tương ớt CHIN-SU thì đã nha, cay nha. Có dừng trái nha. Dạ, không sao. Đây, một ít nước nước shiitake CHIN-SU làm từ nấm. Anh nhà anh hay ăn này lắm. Rồi, chúng ta có thể dùng giấm hoặc dùng chanh. Chúng ta sẽ dùng chanh, anh thì cái bó này dùng chanh đi. Cho 2 muỗng canh đường vô đi Triệu. Ok, hai lát chanh là đẹp. Đây, chúng ta sẽ cho một chút xíu rượu nấu ăn. Dạ. Cái phần khoai nè, khi nào mà chúng ta chiên cho tới khi mà nó có ngả màu đen thì chúng ta hất nhẹ. Rồi, nước rượu vô, quậy lên. Nè anh, ăn miếng cho đỡ đói chứ nè. Đúng là nước tương nuôi mình lớn, BB ngon lắm. Trời ơi, ôi, cái mùi quen thuộc á. Rứa mà không? Không, cái mùi đó. Cái mùi quen thuộc lắm. Nóng quá đúng không? Cay hả, cay hả? Nóng. Nóng rồi. Ở trong lòng á, nóng. Nè, nó sắp giòn rồi nè. Được rồi đó cô gái ơi. Được chưa? Chưa mà phải, nó phải vàng vàng, nó phải vàng vàng xíu nữa. Mà ở ra cái nó còn nóng là nó vàng được rồi, chứ chút xíu là nó tàn rồi ấy, nó tàn hơn nữa. Nó được rồi đó. Ngon, ngon. Rồi, chúng ta sẽ cho vô đây. Hai đứa ăn cay được hết đúng không? Dạ được, em ăn cay nhiều luôn á. Oh my god, giống tôi. Trời ơi, cái mùi nước tương nó làm nhớ là cái ký ức hồi xưa á, lúc mà còn thời nhỏ. Rồi. Thời con gái á. Này chưa xong nha mọi người, cái này chưa xong nha mọi người hãy nhìn đây. Cái gì nữa vậy anh? Hãy nhìn đây. Anh ơi, nhìn chén chao hấp dẫn quá à. Thiệt có coi nè, mọi người, cái này mà rau lan mà luộc mình chấm cái này. Đó. Còn gì bằng. Bên cái bếp này mình còn chiên nữa không vậy? Ok rồi đó, rồi tắt bếp đi. Tắt nha. Tắt đi. Rồi đổi đây luôn, đổi cái không ở đây luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nén. À là mix sốt à? Đúng vậy. Ôi. 2 ôi thôi. Ê nó không giòn như Triệu. Có thể có. Đâu nó chưa có nguội mà. Chưa vô tới rồi giòn. Nhưng mà vẫn béo ha. Dạ, ngon lắm. Rồi. Rồi, hớt vào. Ê, nó thơm lạ hơn. Trời. Tương ớt CHIN-SU. Này ăn chay được đúng không? Đúng rồi, tương ớt mà. Được. Được hết á. Trộn đều. Rồi, quá. Ok. Rồi, bắt lên bếp. Rồi quậy. Trời ơi, thật sự á. Cái tương ớt á làm được rất là nhiều món nước sốt luôn nha. Nước sốt mà đen mà giống như mình làm mà mình nêm chưa có ổn định á, mình để một xíu tương ớt vô là nó hòa vị ra liền luôn. Rồi shiitake CHIN-SU nước tương làm từ nấm. Ok anh, mình có nên đổ miếng tiêu xanh lên cho nó thơm. Rồi sát một miếng đập dạch bỏ vào, trời ơi, nó thơm xỉu. Hi, đúng rồi. Yeah. Rồi xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm gỏi ha. Dạ. BB nè, kêu chưa giòn mà lấy ra. Thiệt á. Nãy nó chưa giòn mà cãi. Anh Giang á. Chứ ai nữa. Nói chưa được mà cãi. BB với cãi lắm. Chiên lại hả? Dạ. Cũng được, chiên vậy mà lần 2 là sẽ giòn. Đúng rồi, nó giống như vậy á. Đây là em muốn chiên lần 2 dạng vậy đó. Thì tụi em tính vậy đó, cho nó giòn á. Bớt lại. Ủa? Tao bỏ vô rổ mà sao mà bỏ vô miệng mày? Ủa vậy hả? Ai biết đâu? Đây là bắp chuối, chúng ta sẽ trộn, gỏi, chay, chanh, một chút xíu đường, muối, trộn lên nè. Thật sự như vậy nó mới giòn nè. Xong rồi đó. Đó chưa, nó phải giòn vậy đó. Nè có mấy trái tắc đâu ta? Có tắc nè, nè, đây nè. À đây. Ồ, những cái sốt này ngon quá, nhìn thấy hấp dẫn liền. Cay à? Ủa? Gì đâu cay. Sốt là làm được 2 món luôn á. Vừa ăn cái bún kia mà vừa ăn này luôn. Có dĩa nè. Đó, cái tô. Đây là chúng ta trộn sơ. Lát nữa chúng ta sẽ cho cái tàu hũ với lại khóm hồng chiên ở trên. Này, thử đây BB Trần. Dạ. Chua một xíu. Này được anh ơi. Cái này ăn chung với mấy cái kia nữa mà đúng không? Đi. Ngon mà chua đâu. Tại mình còn bỏ mấy này vô nữa mà. Đúng vậy. Khi nào bắt đầu mình ăn mình sẽ bỏ đậu phộng với lại mấy cái kia lên trên. Cái này giống cái kiểu mà gỏi gà dưới quê em nè. Đó. Đây, chúng ta sẽ làm một cái tô bún ha, 2 tô chứ. Đây, chúng ta có ít rau thơm. Mấy cái món mà bún nước tương này là phổ biến luôn. Đúng rồi. Nhưng mà tụi em chưa ăn bún tương mà cháy với lại nén bao giờ đúng không? Chưa. Giờ mình chuẩn bị luộc rau hả? Đúng rồi anh. Cho miếng muối miếng chanh vô. Em bỏ rồi. Ủa mà tại sao phải để chanh anh? Cho nó khỏi đen. Đây, thêm một bí quyết nữa. Tụi em ăn rau cho sướng. Anh đúng rồi. Rau. Em cũng thích ăn rau nhiều nữa. Rồi, 2 tô đúng không? Rau củ nhiều. Hấp dẫn quá. Trời ơi, chết người chứ. Rồi ngất ngay. Ôi ơi. Em đồng họng nhiều với nha. Đó. Mo. Nửa chị ơi. Mo. Rồi, cái này còn lại đó mình bỏ trên dĩa gỏi mình trộn lên mình quất. Trời, nó xanh đẹp quá ha. Có lấy dĩa không? Lấy tô không? Lấy chứ. Cái phần ớt còn lại nè. Dạ. Chao. Trời ơi. Nói gì nữa. Pha chao vô nữa là ngon lành. Lát chanh nhỏ nè. Chao à. Chao ngon quá anh ơi. Nhìn hấp dẫn luôn á. Cái cục chao kìa. Có chết không chứ? Rất là phiêu hình luôn á. Tại vì ở thành phố á là đọt lan á, toàn lá không à, chứ không được đọt. Đúng rồi. Kỹ xíu, luộc nhanh vậy. Xôi dữ lắm rồi, xôi mấy dạo luôn à. Đây là chao. Thử. Cho miếng tắc không? Mẹ ơi. Cho miếng ngon ha. Chua. Chắc ăn cơm chết luôn á. Thiệt luôn á. Ôi quá trời rồi. Đi. Dạ. Rồi ơi. Ôi, chao ngon quá anh. Chao môn à? Pha nó vừa. Pha môn không anh? Pha nó vừa, nó ngon. Tôi nghĩ là cái gia đình này có gọi là lẹ đi ăn đói bụng quá đâu. Em chưa được thử một miếng dưa hấu, ủa một miếng dưa leo. À dưa leo hả? Này. Chao ngon quá. Ngon ha. Rồi, cái chấm này mới hợp lý nha. Bây giờ chúng tôi đã xong rồi thưa quý vị. Chúng tôi xong rồi, chúng tôi sẽ dời qua một nơi khác để ăn uống cho nó có độ lừa là thanh tình tí. Ở đây chúng sanh nhiều quá. Thấy nè. Let's go. Đây là một gỏi tròn theo kiểu như gà xé pha gì đó, nhưng mà mình trộn chay nha mọi người. Đây. Từ bình tĩnh. Nhiều đậu phộng để đi nè. Đó. Dạ em cảm ơn anh. Cái này. Ủa kia không ăn chén, ăn dĩa cho nhiều hay sao? Nhiều. Anh cứ gấp của anh đi chứ em lấy cái dĩa đó em ăn luôn. Giữa chốn núi đồi. Có món gỏi. Ngon á. Dạ mời anh, mời Triều. Ủa? Thơm quá. Y chang luôn á. Đúng hợp luôn. Chỉ thiếu là chị chỉ sai là món chay hay món mặn thôi. Mà chú nhỉ giòn ngon quá anh. Tụi đã ăn chay á. Biết sao nhiều người lười ăn chay không? Tại vì lười nấu, rồi chế biến anh. Chứ thật ra có người mình nấu sẵn á. Ăn ngon là ăn chay ngon lắm. Rồi ở nhà anh làm chả giò chay vậy anh. Chả giò chay rồi tàu hũ. Giòn tàu hũ lắc muối xả, tàu hũ kia. Yeah. Đó cũng làm nhiều món lắm á. Làm mì Ý chay nè, rồi tàu hũ kho nấm này kia, ăn mấy món đó. Còn đúng luôn á, giống như là anh nói là ăn chay là người ta làm biến á. Còn riêng em ví dụ ăn chay là em lấy tàu hũ em xịt nước cơm ăn rồi. Đó, đó. Có nhiều người ta ăn đơn giản hơn. Cay, đã quá. Mỗi mùi nó thơm thơm lạ ha. Có thiên nhiên mà. Mà những cái ớt nó ngộ lắm nha. Mình thấy ớt chi biển thấy ngon quá, à bướng về nhà trồng. Không lên. Chết. Hoặc là không ra trái. Hoặc là trái ẻ bụ. Để một bình nó chống chọi vậy đó là nó ra trái ghê. Nhà bạn ở trên Lâm Đồng không có một cây ớt. Ba bó người ôm mới hết. Ớt chi biển. Là một bụi hay là cái thân nó bự lên? Thân nó bự lên, nó mọc ở ngoài rẫy cà phê á. À trời ơi. Đây, vô món này đi. Dạ, đúng sốt tương. Để tương. Nhà anh hay làm cái này cho vợ ăn lắm. Vợ anh mê cái kiểu này. Đất tương. Nãy tương này cũng làm từ nấm cho nên sư tư kể làm từ nấm cho nên cũng ngon. Dạ. Nó không có mặn nhiều. Trộn lên, trộn lên. Giang ăn miếng chứ. Đó, đậu phộng. Nè, đậu phộng được không? Thôi em được rồi. Ngon thử đi, thử đi. Cháy nén này ăn nước tương ngon lắm. Thấy cái nước sốt này mà làm hấp dẫn liền luôn anh. Quá trời quá đó. Trời ơi. Ớt như này ngon quá. Bạn em có nhiều người á, họ tưởng nó ăn chay là ăn là kiểu mà khổ cực á. Đơn giản khổ cực á. Chứ họ cũng ngại không ăn. Cái chừng thấy em ăn cái trời khoái cũng ăn luôn anh. Cái này nghĩ ăn chay trường đó. Dạ. Mà anh nghĩ ảnh không bao giờ ảnh nghĩ chúng ta ăn chay trường. Dạ. Ảnh cứ ăn thế thôi. Đúng rồi anh. Mà anh cũng bao giờ nói là tôi ăn chay trường. Ảnh cứ ăn vậy thôi. Mình cứ ăn kiểu mình thích thôi. Mình cứ duyên đến là ảnh ăn thôi. Bạn anh được. Mình có mấy người bạn vừa. Cứ nhậu vẫn nhậu nha. Dạ. Nhưng mà không bao giờ ăn mặn. Hay gì trời. Nhậu tới đâu nhậu tới đó. Dạ. Mà vẫn ăn chay bình thường. Có nhiều người trong quan niệm sai về ăn chay á. Dạ. Bắt buộc là chén của tôi đâu. Không là ăn chung chén này chén kia. Đúng rồi, đũa nữa. Đúng rồi. À. Em cũng nghĩ thôi, cái đó đâu quan trọng đâu. Quan trọng gì? Còn riêng em mà em ăn bất kỳ gì cũng được. Lọt vô cổ họng em là đồ chay hết. À. Giống như em đi với ông Nghĩa cũng vậy đó anh. Em đi kiếm mà thích ăn chay luôn á. Tại vì anh nghĩ vậy nè, giống như ảnh ăn chay là ảnh không ăn thịt thôi. Thì thí dụ á, cái vị nướng thịt như vậy á, nhưng mà nướng đồ chay vẫn ăn bình thường. Thì cái tâm niệm mới ăn chay mà. Còn khi nào mà trong trường hợp rồi mà kẹt quá không có đồ chay á, thì anh vẫn ăn đồ mặn. Nếu như là bắt buộc, chứ không nghĩa là không tôi nhịn đói. Tại vì đạo tôi vậy không có. Ai mà vậy? Linh hoạt chứ. Tâm mình mà ra hết mà. Hình mà ăn chay nhiều cái nó hay lắm á. Nó làm cho người mình nhẹ nhàng lắm anh. Không bị nặng nề nha. Rồi bây giờ tôi cuộn này lại, tôi chấm miếng chao rồi ăn chay. Chao ngon luôn. Trời ơi là trời. Đã đời. Chao ngon ha. Nhẹ nhàng thanh tao. Mà chao thơm thiệt anh ơi. Mùi thơm đã vậy. Có nhiều người nói vậy không? Họ ăn chay không bao giờ họ mau đói anh. Như là nó rau củ kia không có mau đói lắm. Dạ. Mà thấy gì cũng tốt mà trời, mình ăn được nhiều cử. Với đại người nhẹ nhàng. Đúng là phần tại vì người ta ăn chay là người ta ăn rau thôi. Còn có những cái nó sẽ bổ sung đạm vô thì nó no như thường à. Nói chung ngày hôm nay là cũng nhờ cứu tắm, nãy mà không tắm thì chắc mình cũng không có đói đâu hả? Dạ. Đói chứ, tắm nó không là đói rã rồi. Bơi thổi chân xuống chỗ là lạnh nhất. Tại vì đi xuống hình nó mát. Mát, bơi thổi nó mát. No nha. No rồi đó anh ơi. Tôi no rồi nè. Em cũng no. Nói chung ngày hôm nay sống dân dã sống nhẹ làm một bữa. Dạ. Mà cũng rất là duyên, trùng khớp ngày hôm nay là ngày rằm luôn. Dạ. Nói chung ngày hôm nay rất là vui mọi người ạ. Thanh tao nhẹ nhàng, không khí cũng mát mẻ gần núi. Bây giờ mình tắm xuống lần nữa rồi mình lên ăn nữa. Không nên nữa, không nên nữa. Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đã xem từ đầu tới giờ. Dạ. Cảm ơn BB Trần và Hải Triều đến với chương trình. Dạ em cảm ơn anh. Thank you very nhiều. Và cảm ơn tất cả ekip anh và chị em đã hỗ trợ rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn quý vị. Cảm ơn trời đất đã thương tình cho một cái không khí mát mẻ như thế này. Cảm ơn CHIN-SU đồng hành cùng với Trường Giang. Có ý kiến gì không ạ? Có chứ. Nói gì kìa. Thì thật sự là cũng cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Giang để mời tụi em đến một cái chương trình mà thứ nhất là được trải nghiệm là ở Đà Nẵng là để đi được như là để đi sâu vào trong nhiều hơn, chứ hồi đó là hai đứa giống như rờ ở ngoài thôi, không biết mấy chỗ này. Rồi thứ hai nữa là đi vô, thứ nhất là lại vô cái này giống như mình nhớ là cái vùng quê ngày xưa ở dưới quê luôn á. Nó rất là trong lành, rồi còn suối nữa, được trải nghiệm tắm suối nữa, chứ đó giờ tắm sông không anh ơi. Rồi được ăn ngon nữa. Và hôm nay biết được những cái công thức nước sốt này đó, rồi những bí quyết nữa, bí quyết đúng rồi, những bí quyết rất là xinh xắn, và hôm nay được trải nghiệm ăn chay trong đúng ngày rằm nữa thì nó quá là tuyệt vời. Yeah. Ý của em là giống như ý BB mình muốn nói luôn á, hết rồi anh, nó hết luôn rồi. Nó hết luôn còn gì đâu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Yeah. Cảm ơn CHIN-SU, cảm ơn nước tương CHIN-SU đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Hy vọng lần sau đi ăn chay tiếp không? Đúng rồi, chay tiếp. Selfie. Vàng ca cùng mình Giang ca. Rau này có ngọt không? Không. Không ngọt luôn hả? Không ngọt. Ý là không béo bùi chứ. Không được. Không ngon. Không được. Nó là khoai bình thường thôi mà, có trộn luôn, có trộn luôn. Ngon lắm. Anh hôm nay làm siêu đầu.